Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Trong video này thì chúng ta sẽ cùng làm việc với cái phần ảnh của chúng ta. À, cái đầu tiên ấy là chúng ta sẽ cần phải biết được cái kích thước của một cái uh, mục tiêu mà chúng ta muốn sản xuất ra. Đó chính là à, một cái banner Facebook hay là một cái ảnh bìa YouTube vân vân. Tức là chúng ta phải xác định rõ là cái nhu cầu uh, thiết kế của chúng ta là làm cái gì và chúng ta chọn cái khổ. Đầu tiên ví dụ như là chúng ta sẽ chọn là một cái ảnh banner YouTube chẳng hạn. Thì anh chị chọn vào đây. Chúng lấy ví dụ thôi nha. Thì khi anh chị mà chọn một cái khổ thì ngay bên phải này trong cái phần thiết kế nó là một cái kho mẫu mà Canva nó đã đề xuất ra cho chúng ta. Thì cái việc đầu tiên để làm việc với hình ảnh là anh chị chọn lựa cái mẫu làm sao cho nó phù hợp. Có những cái hình ảnh nào, có những cái bố cục nào sao cho nó uh, tương thích với cái sở thích của chúng ta. Giả sử như là YouTube thì uh, Chun sẽ chọn một cái ảnh này. Anh chị có thể tùy biến theo cái màu của mình nhé. Ví dụ bây giờ là mình sẽ muốn là tìm một cái uh, cái mẫu mà nó có màu giống của cho, uh, theo cái rem của chúng ta, theo cái bộ thương hiệu uh, của chúng ta, thì chúng ta sẽ chọn vào cái biểu tượng ở đây này. Anh chị nhìn này. Sau đó chúng ta ví dụ như chúng ta là có cái màu xanh chẳng hạn, thì chúng ta sẽ chọn là màu xanh thì nó sẽ hiển thị toàn bộ ra những cái ảnh thumbnail YouTube có màu xanh để làm mẫu cho chúng ta, nhanh chị nhá ở đây nó pha màu xanh thì nó sẽ rất ít đúng không ạ? đấy thì tùy chúng ta lựa chọn. giả sử như là chúng ta chọn sang cái màu hồng, đấy. thì nó sẽ ra những cái danh sách, à, những cái thumbnail về màu hồng cho chúng ta để chúng ta lựa chọn nhé. những cái ảnh bìa này màu hồng này, chị nhìn đi chưa đấy. Còn nếu như chúng ta muốn quay trở lại thì chúng ta à, muốn quay trở lại thì chúng ta tốt nhất là chúng ta sẽ không chọn cái màu nào hết thì chúng ta sẽ nháy vào cái màu đấy, nháy vào này. Đấy là nó sẽ trở về trạng thái bình thường nhá. Còn khi chọn thì nó sẽ chọn vào đúng cái màu đấy thì nó sẽ ra những cái ảnh bìa có cái màu đấy. Đó khi chúng ta mà à, nháy vào màu thì nó sẽ ra những cái ảnh màu Nháy một lần nữa lại màu thì nó sẽ nhả về cái trạng thái bình thường của chúng ta Thì khi đó chúng ta sẽ chọn được một cái mẫu đẹp Ví dụ như cái mẫu này chẳng hạn thì lúc này chúng ta sẽ làm việc với hình ảnh nha anh chị nhé. Đây là hình ảnh này. Và những cái nền này cũng là nền màu. Đấy, nền màu nó cũng được gọi là một dạng là hình ảnh. Thế nhưng mà à, đây là chúng ta làm với ảnh. Đấy, rồi ở đây là những cái khung màu. Gọi là khung màu là nó để giúp cho chúng ta có thể phối với những cái ảnh này thì nó sẽ đẹp hơn. Được chưa? Thì đây là một cái mẫu. Thì chúng ta sẽ lựa chọn ở bên này cái này chúng ta sẽ có một cái thumbnail một cái hình ảnh nó rất là nhanh chúng ta thay hình đổi dạng cái là xong đúng không ạ giả sử như là À, chúng ta chọn vào mục tải lên này. Đấy. Bây giờ chúng ta học luôn cái kỹ năng luôn nhá. Ở đây đầu tiên là tìm ảnh lên, tìm ảnh lên này, ảnh có lên màu theo ý. Đấy, ví dụ như thế thì đấy là Chun đang chỉ ra là tìm ảnh nhá, à, màu theo ý. Bên cạnh đó thì anh chị có thể chọn vào mục thiết kế được chưa? Chọn vào mục thiết kế chúng ta ấn cái, cái, cái mũi tên này này. Chúng ta sẽ tìm theo cái chủ đề của chúng ta nhá. Tìm theo chủ đề, ví dụ như là anh chị làm về công nghệ chẳng hạn, nhá. ấn về công nghệ thì nó sẽ hiển thị ra tất cả những cái mẫu về công nghệ cho anh chị để cho chúng ta tùy biến lựa chọn. Như anh chị nào làm về kiểu dạng như là thực phẩm thì chúng ta đánh là thực phẩm thì nó sẽ hiển thị ra mẫu. À, trước khi tạo dự án thì nó đã định vị là cái khuôn khổ của chúng ta là trang trí kênh YouTube tức là cái ảnh bìa kênh YouTube. Thế nên nó sẽ hiển thị ra cho chúng ta những cái mẫu thuộc cái khổ này. À, tất cả những cái khổ là mẫu nào mà thuộc cái khổ 19.6 này thì nó sẽ gì ạ nó sẽ hiển thị ra đây ở trong phần thiết kế được gọi là cái phần tìm mẫu nhé tìm mẫu anh chị chú ý này tìm ảnh lên và có lên màu theo ý theo mẫu nhé theo ý theo mẫu luôn ví dụ ở đây là phút đúng không anh chị nhìn thấy rất nhiều cái ảnh màu rất là đẹp và chúng ta có thể chuyển đổi nó thành gì ạ là cái ảnh thumbnail của chúng ta rất là nhanh đúng không ảnh bìa rất là nhanh đấy thì là cái cách chúng ta tìm nhá tìm ảnh theo mẫu cách thứ hai là à, thậm chí là anh chị là tìm background nhá tìm background ví dụ background anh chị muốn là cái nền màu ấy, theo ý của mình thì chúng ta đánh cái từ là background à, nó cũng sẽ ra Đấy, background nó cũng sẽ ra rồi là ảnh mơ ảnh lên ảnh lên Đấy, background dịch ra nó là ảnh lên thôi được chưa Đấy, ảnh lên à, thì nó sẽ ra những cái này được chưa còn nếu như chúng ta muốn tìm những cái ảnh lên mà À, đây chun sẽ tìm ảnh lên nhá tìm ảnh lên trước này đây, tìm ảnh lên dụ, tìm ảnh lên ấy thì anh chị sẽ chọn sang phần thành phần anh chị sẽ chọn là background à, background thì nó sẽ ra tất cả những cái ảnh lên ở đây này đấy ở dưới này là có ảnh lên này đấy ở đây nó sẽ là những cái ảnh lên nếu anh chị muốn chọn nó là theo dạng màu nào ấy, thì ví dụ màu xanh thì chúng ta chọn ra là thì nó sẽ hiển thị ra toàn bộ màu xanh những cái ảnh lên màu xanh nhá đấy rồi là chúng ta chọn màu hồng thì nó sẽ ra gì toàn bộ lên ảnh màu hồng, đấy, anh chị thấy hay không? Đây là cái công cụ rất hay nhá. được chưa? Đây là ảnh lên, mình đánh là ảnh lên. nhớ là chọn sang cái tab thành phần nha anh chị nhá đấy, ảnh lên này, ảnh lên đồ họa, đấy nó cũng có. còn ấn, ấn vào đây thì nó xóa đi này, hoặc là tất cả nhá, ấn tất cả. thì ở đây nó cũng là mục ảnh, đây là mục đồ họa nó khác, mục ảnh nó khác. nên là mình tìm ảnh lên thì nó là đây, được chưa? nó sẽ ra tổng hợp tất cả các cái ảnh lên ở đây tuy nhiên nếu mà mình muốn chọn một cái ảnh kiểu dạng như màu tím chẳng hạn thì mình chọn vào cái 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 bảng màu này thì nó sẽ chỉ ra những cái ảnh màu tím anh chị nhìn ra nó đẹp chưa đấy cái ảnh lên màu tím và chúng ta chỉ cần gì ạ ấn chuột phải này xong nó kích là thay lên thôi thì nó sẽ chuyển thành thành lên màu tím cho chúng ta nó rất là đẹp nhá cái kỹ năng này là cách tìm ảnh thì chun chia sẻ như này anh chị học được cái cách này thôi là anh chị đã làm ra những cái ảnh lên nó vô cùng là bá đạo rồi vô cùng là đẹp rồi và nó đúng màu theo cái màu bộ nhận diện thương hiệu cá nhân của anh chị Anh chị thấy hay không ạ? Quá tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, nhớ nhé là tìm ảnh lên Đấy, ảnh màu Đấy, ảnh đồ họa các thứ Thì chúng ta sẽ vào phần thành phần Còn tìm mẫu, ảnh mẫu Thì nó sẽ là vào cái phần thiết kế nha Nó là những cái kho mẫu Để chúng ta có những cái bố cục Có những cái hình ảnh nó gọi là tạm được Đấy, Ví dụ đây như thế này Nó gọi là tạm được Thế nhưng mà anh chị thấy là nếu chúng ta muốn những cái ảnh lên này nó nó đẹp hơn đúng không? Đấy, những cái ảnh lên nó đẹp hơn thì chúng ta cần phải sang phần thành phần sau đó chúng ta chọn vào cái phần này là ảnh lên đúng không thì chọn sang màu màu tím vì cái lên này nó là màu tím thì chúng ta sẽ chọn sang màu tím thì nó sẽ tìm ra những cái ảnh đây đầu tiên là vào ảnh trước Đấy, sau đó chúng ta chọn vào đây chúng ta chọn màu tím thì nó sẽ ra toàn bộ những ảnh màu tím thì lúc này chúng ta thay vào cái ảnh này đúng không chúng ta kích chuột phải này chọn là thay lên thì nó sẽ chuyển sang màu tím nó rất là đẹp đúng không ạ ví dụ cái này mà nó đang là màu này đúng không ạ thì cái này là mình sẽ học cách phối màu sau nhưng mà chun thì hướng dẫn qua một chút ở đây cho anh chị biết tức là cái này thì chuyển sang màu trắng đúng không ạ cái vàng này chuyển sang màu trắng thì nó sẽ sẽ rất là đẹp đúng không đấy. anh chị thấy không xóa mấy cái này đi chả cần mấy cái này cũng được đấy thì tự nhiên là cái ảnh này nó sẽ thành gì ạ thành cái nền nó rất là đẹp thôi đúng không đôi khi chúng ta rất là đơn giản thôi nhưng mà nó lại cái ảnh nền nó chính là giống như một cái đất diễn của chúng ta một cái đất cái mảnh đất để chúng ta diễn tất cả những cái thứ lên trên đó nó giống như là một cái nồi cơm là nồi cơm mà à, đẹp đúng không ạ thì nhìn cái son cơm mà lấu lên thì nó cũng sẽ rất là ngon đúng không ạ à, thì nhìn nó sạch sẽ rồi là nhìn nó đẹp đẽ thì là tự nhiên là mình nhìn cái hạt cơm cái bát cơm của mình nó khi sới nó cũng thấy nó hấp dẫn và cuốn hút đúng không ạ kiểu kiểu như thế Đấy, thì là, nó là do là cái ảnh lên nhá ví dụ ở đây ảnh lên chúng ta thay vào là rất là đẹp luôn này anh chị nhìn đấy, tung bay tỏa sáng ấy. rất là tuyệt vời đấy thì đây là cái mà cách để chúng ta tìm ra những cái ảnh lên nó, nó chất lượng nhá tìm ra những cái ảnh lên nó chất lượng để cho anh chị tạo ra những cái ảnh lên nó có cái chiều sâu đấy, ví dụ như cái này là anh chị để như này thôi là đã thấy là ấy rồi lật cái ảnh này để cho nó quay vào bên trong đúng không đấy là quay vào bên trong đấy thì nó đã, đã thấy là ok rồi đấy chưa cần sắp xếp chữ các kiểu đâu anh chị nhá ok chưa còn đâu là chúng ta sẽ sang cách thêm ảnh thêm ảnh thì thêm ảnh thì nó đây là chính là cái phần thêm ảnh đây này, này đúng không thành phần là cái phần thêm ảnh đấy ví dụ như anh chị cần tìm một cái ảnh nào liên quan đến vấn đề là ví dụ như là ảnh trẻ em chẳng hạn đấy trẻ em hoặc là học 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 viên chẳng hạn đấy cái ảnh học viên thì ở đây nó có hai dạng một là ảnh đồ họa có nghĩa là những cái ảnh vẽ đồ họa là dạng ảnh vẽ Đấy, anh chị kích vào đây là sẽ thấy ra rất nhiều cái ảnh vẽ ví dụ đây là ảnh à, học viên đúng không ạ Đấy, ảnh học viên Đấy, chun sẽ bỏ cái chữ này đi trước thu nó xuống đây là cái ảnh học viên anh chị thấy không? là anh chị có thể thêm được vào nhá là ảnh vẽ còn chúng ta tắt đi này chúng ta thêm ở dưới này Đấy, cũng là vẫn là là là, là đi tìm là ảnh nhá à, học viên này ảnh học viên chúng ta đánh vào phần thành phần là một cái kho nó chứa rất nhiều những kho tư liệu để chúng ta lấy các cái hình ảnh ra thì ở đây nó là sẽ là phần ảnh đấy thì ở đây là ảnh học viên này anh chị nhìn này đây ảnh học viên này đúng không ạ rồi đây ảnh học viên đây này, này thì ví dụ như đây là cái ảnh học viên này. Chúng, chúng xóa đi nha đây là cái ảnh học viên thì anh chị chỉ cần ấn vào ảnh này đúng không ạ chúng ta học luôn cái kỹ năng là xóa tách lên nhá, à, đây là tách lên nhá, đây là học tách lên trước này tách lên luôn này tách lên nhá. Đấy. Tách lên ảnh Ví dụ chúng ta tìm được cái ảnh ở trong kho này rồi đúng không Thì bây giờ chúng ta ấn vào là tách lên Đấy, Công cụ là anh chị khi sở hữu công cụ nó đã ngon rồi đúng không? Tức là mình đã có cái tính năng là xóa lên Nhưng còn bản miễn phí thì không có Chúng ta kéo những cái này vào nhé Kéo vào Đấy, Anh chị thấy không Là cái thumbnail của chúng ta Cái ảnh bìa chúng ta nó đã chất lư rồi Đúng không ạ Đấy. Nếu muốn nhân bản nhé Chúng ta xóa xóa ảnh này Xóa ảnh thì chúng ta cũng xóa như đối tượng bình thường này. Xóa nó đi Đấy. Hoặc là delete đi được chưa? Thì đây là 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 à, hình còn nếu muốn nhân bản ảnh nhá, nhân bản ảnh này. Nhân bản ảnh là cái tiếp theo này, nhân bản ảnh là ấn vào dấu cộng này là gọi là nhân bản, được chưa? Đấy là nhân bản. Thế còn à, à, lật ảnh nhá, lật ảnh này. Đấy đến cái 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 lật ảnh chúng sẽ bôi màu từng cái một để chúng ta biết là chúng ta học cái nào. Nhân bản ảnh rồi này, tách lên rồi này. Đấy, thêm à, tìm ảnh rồi này. À, thêm ảnh thì thêm ảnh thì tí chun sẽ chia sẻ thêm tức là đây nhé ví dụ như này là chúng ta sẽ sang cái lật ảnh thì chúng ta ấn vào chữ lật đây này, này lật cái thì nó quay sang bên đây đấy là hai cô gái là giống y như nhau đúng không ạ anh chị thấy không là hai cô gái giống y như nhau đứng hai bên đấy, co giãn ảnh kéo co giãn ảnh đấy đây là co giãn ảnh này co giãn ảnh thì chúng ta cầm này cầm vào góc co này đấy, co bé lại to lên À, tùy co giãn ảnh di chuyển ảnh thì giữ chuột vào cái ảnh này xong di chuyển vị trí di chuyển vị trí được chưa chúng ta học cái cách đã xong bắt đầu là mình sẽ vào những cái dự án thực tế thì chúng ta sẽ làm nó sẽ chuẩn hơn nhá lúc này chúng ta phải học cái công cụ đã được chưa đấy rất là ok cái này trông như hai chị em rồi chúng ta sẽ học cái cách để thay màu đổi dạng cái áo này trông như hai chị em đứng cạnh nhau đó là chuyện rất bình thường rồi ở đây có rất nhiều ảnh đúng không ạ rất nhiều ảnh anh chị thấy không? rất nhiều ảnh chúng ta có thể vẫn là ấn vào đây sửa ảnh này, đấy, anh chị thấy không? là chúng ta là có một cái ảnh tập thể ở đây có hai cô gái đứng hai bên đúng không? anh chị nhìn thấy chưa? Đấy, rất là tuyệt vời đúng không? Đấy, quá hay đúng không ạ? này anh chị nhìn này, đấy, giống hai cô gái đứng hai bên rất là ok đúng không ạ? đứng hai bên luôn, đứng giống như kiểu là đứng tập thể anh chị nhìn đấy là có chúng ta có một cái bức ảnh rất là ngon lành tách lên nhá cách xóa lên rất là hay đây là cách xóa lên nhé còn có rất nhiều những cái ở đây nữa ví dụ những cái ảnh này của chúng ta nó hơi mờ đúng không ạ chúng ta chỉnh cái magic này đúng không ạ chỉnh sửa magic Đấy, dùng dùng sửa magic để chúng ta gì ạ làm gì ạ tăng cỡ cọ lên để chúng ta ra sửa sửa là gì ạ chúng ta sẽ sửa đấy sửa này đấy chúng ta sẽ sửa mà làm một cái gì đó đấy tô lại hay là làm một cái gì đó đấy thì chúng ta sẽ vào đây để chúng ta chỉnh sửa ảnh nhá chỉnh sửa ảnh thì cái này là là, là chúng ta sẽ 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 có thể là học chuyên sâu về cái vấn đề chỉnh sửa ảnh ở trên này nhưng mà thật ra thì những cái ảnh mẫu ở trên này nó đã quá là đẹp rồi chúng ta cũng không cần phải quá cầu kỳ nhé chỉ có là à, bây giờ chúng ta sẽ thêm là cắt ghép ảnh Đấy, cắt ghép ảnh luôn nhá cắt ghép ảnh thì nó rất đơn giản là ví dụ như là à, bây giờ anh chị có một cái uh, chúng sẽ xóa những cái ảnh này đi để cho nó dễ hình dung cắt ghép ảnh thì chúng ta sẽ làm như sau đó là ví dụ như là cái cô gái này chẳng hạn đúng không? đây là một cái ảnh đúng không ạ muốn cắt ghép ảnh thì đơn giản là chúng ta chỉ cần là cầm kéo vào đây cầm bên này kéo vào thôi là gọi là cắt ghép nhá đây cũng là cắt ghép được chưa nhưng anh chị cắt là đừng bao giờ để cắt sát cái đầu quá nhé đừng cắt sát cái đầu như thế này cắt mất đầu là không được kiêng kỵ là cắt đầu cắt chân cắt tay đúng không ạ thì đây là cái 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 chúng ta để kéo cắt ảnh đấy đấy thế còn đâu là À, lật ảnh thì nó như thế này lật ảnh đây lật ảnh đây nhá lật dọc lật dọc đấy. rồi sửa ảnh đấy. thì đây là cái mà chúng ta cắt ảnh nó rất là dễ như thế nhá co giãn ảnh đấy, co giãn ảnh to nhỏ to nhỏ to nhỏ quay ảnh quay ảnh này quay ảnh này. quay 360 thích để kiểu gì cũng được đúng không ạ đấy là quay ảnh được chưa nếu mà muốn về trạng thái bình thường thì chúng ta ấn căn chôn z lại đúng không ạ hoặc là anh chị đấy này có cái mục này là mục gì ạ chọn vào đúng khổ ảnh có nghĩa là gì nó sẽ tự động cho chúng ta nhé đây là chúng ta sẽ căn z lại để lấy lại cái ảnh từ đầu nhé đây đây là cái ảnh gốc đúng không ạ chúng ta sẽ chọn vào là sửa ảnh Đấy. ở đây nó có cái mục gì ạ xén nếu như anh chị muốn lấy ô vuông thì nó sẽ chọn ô vuông đây là tùy ý thì chúng ta sẽ co giãn theo ý còn nếu ô vuông thì nó sẽ chọn ô vuông ở đây sau đó chúng ta cầm này chúng ta cầm cái ảnh chúng ta đưa nó sẽ chia làm à, khi chúng ta đưa chuột chúng ta chúng ta giữ chuột nhé chú ý anh chị học bình tĩnh học nghe kỹ nha và để ý kỹ thao tác nếu mà chun giảng nhanh quá thì anh chị là là nghe một cái kỹ năng xong anh chị tốt lại xong lại nghe tiếp học chậm nhưng mà phải chắc nhá. Thì anh chị có thể là à, khi mà đưa chuột ấy sẽ thấy là tất cả các tấm ảnh nó sẽ chia làm ba cái, cái 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 nó sẽ có cái đường lưới như thế này. Thì thường là chúng ta sẽ để cái đối tượng nó là nằm ở 1/3 của cái khung ảnh. Hoặc là nếu như ảnh avatar thì chúng ta sẽ để trực trực diện tức là để ở giữa nhá để ở giữa thì ở đây là 1 phần 3 tức là cái mắt của cô ấy sẽ là ở 1 phần 3 bên này thì gọi là 1 phần 3 nhưng nếu cô ấy nghiêng sang bên trái thì mình phải để ở 1 phần 3 bên phải thì nó hợp lý hơn bao giờ cái không gian thoáng nó cũng sẽ ở bên này Đấy, ví dụ như anh chị mà lật ảnh là cô này quay sang bên phải thì cái này cái ảnh của cô ấy phải là ở 1 phần 3 bên này nhá còn không thì chúng ta sẽ để ở giữa thì nó sẽ là ảnh avatar là khổ vuông thường là ảnh avatar là khổ vuông Thế còn nếu như anh chị mà muốn cắt ảnh theo khổ 16.9 thì chúng ta chọn vào khổ 16.9 thì nó sẽ là ảnh này. Đấy. Nếu như cái ảnh mà nó nó gì ạ? Nó to thì anh chị có thể co cái này này, co cái này, co lui vào để cho nó không bị mất cái khoảng không gian của nó. Thì ở đây cũng là 1 phần 3 nhé. Vẫn là 1 phần 3 nhưng mà nó là khổ 16.9. Chúng ta sẽ chú ý này chúng ta có thể co giãn cái này thoải mái nhé. Co giãn thoải mái. Miễn là nó hết cỡ, tức là nó hết cỡ chiều ngang này hết cỡ chiều dọc là nó sẽ không thể co được nữa nhá tiếp tục này ở đây nó sẽ ra rất nhiều khổ khổ 5 x 4 đấy khổ 4 x 5 đấy rồi là có một số khổ nữa là 3 x 4 đấy khổ 3 x 4 ảnh 3 x 4 đấy ảnh 3 x 2 nó rất nhiều khổ ở đây để chúng ta lựa chọn nhá xong nếu mà chỉnh xong thì chúng ta ấn xong thì nó sẽ cắt ghép cho chúng ta được chưa rất là nhanh tiếp theo này đấy là cắt ghép ảnh nha anh chị nhá cách tăng giảm ánh sáng ảnh đấy. cách tăng giảm ánh sáng ảnh thì nó đơn giản là như thế này là ví dụ như là cái ảnh của chúng ta ở đây. Đúng không ạ? Đấy. Thì anh chị thấy cái ảnh này nó ví dụ hơi tối chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ ấn vào sửa ảnh này. Sau đó chúng ta ấn điều chỉnh. Thì ở đây nó sẽ là à, điều chỉnh toàn bộ ảnh. Hoặc là tiền cảnh. Đấy. Tiền cảnh có nghĩa là ở phía trước. Đấy. Hoặc là lên. Đấy. Chỉnh lên không nhá. Thì ví dụ như chúng ta sẽ trăng, tăng chỉnh lên không ấy. Thì nó sẽ là chỉ chỉnh cái lên thôi chứ không chỉnh cái người. Đấy. Thì ví dụ tăng sáng này. Anh chị nhìn này nó chỉ cái người thì giữ nguyên nhưng nó chỉ chỉnh chỉnh ạ dạ, lên tối thôi để nó nổi bật cái người lên đúng không ạ đấy chỉ lên tối lên sáng anh chị nhìn vào là tăng ánh sáng thì chúng ta vào một ánh sáng tăng sự cân bằng nhiệt độ thì chúng ta sẽ cân cân bằng nhiệt độ ở đây là màu chúng ta muốn chuyển sang màu vàng hay màu xanh đấy thì tùy chúng ta đấy, còn nếu không chúng ta đánh là không thì không là cân bằng cả tối cả sáng được chưa sắc thái ví dụ sắc thái chúng ta chuyển sắc thái xanh lè chuyển sang sắc thái hơi mờ nhạt đúng chuyển ở đây là không độ sáng độ tối thì nó muốn cô gái này nổi bật hơn thì chúng ta để vào là nó sẽ tối đi còn đâu là để chóe lên thì là như kiểu cô ấy đang ở ngoài trời lắng ấy thì là nó sẽ sáng lên được chưa độ tương phản cũng vậy nhá chỉnh sửa ảnh là là tăng giảm ánh sáng ảnh được chưa tăng giảm ánh sáng thì là chính là cái 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 độ sáng này, này. Đấy. còn nếu anh chị mà muốn là tiền cảnh có nghĩa là nó chỉ chỉnh ở phía đằng trước ấy thì chúng ta sẽ nhìn này tiền cảnh có nghĩa là phía đằng trước của cô ấy Đấy, tiền cảnh Đấy, anh chị thấy không đấy là chỉnh phía đằng trước là sao nó mờ ảo hoặc nó sáng lên này đấy ví dụ sáng như thế này sau đó chúng ta sẽ chỉnh hậu cảnh tức là lên lên đằng sau là hậu cảnh đúng không thì đấy là mặt cô ấy sáng lên đúng không chỉnh lên này tiền cảnh tăng sáng lên đấy thì cái mặt của cô nó sẽ sáng lên thì nó kiểu tỏa sáng như kiểu có một cái đèn nó dọi phóng vào mặt cô ấy đó. đấy anh chị thấy không nó nó cái sự sự thay đổi là nó như thế nhá đấy còn nếu mà muốn mà chỉnh sửa lại thì chúng ta sẽ kéo lại nhá về số 0 để nó trở về trạng thái bình thường hoặc là anh chị muốn chỉnh toàn bộ ảnh, toàn bộ ảnh thì chúng ta sau đó chúng ta chỉnh ánh sáng này, tối là tối tất, sáng là sáng tất, đấy chưa? Nhưng nếu anh chị mà không biết chỉnh đấy, là chúng ta sẽ làm vỡ cái cái ánh sáng của cái khuôn mặt của cô ấy là vứt đi luôn Nha. Chú ý đấy. Nên là khi mà chúng ta chỉnh ấy thì chúng ta hãy trở về là toàn cảnh thì là không. Nhưng mà chúng ta sẽ chỉnh gì ạ? Chúng ta sẽ chỉ, chỉ, chỉ chỉnh là 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 lên thôi, chỉnh lên thôi thì nó sẽ là sáng lên lên. Đấy. hoặc là chỉnh mặt cô ấy ví dụ chỉnh tiền cảnh thì là tức là mặt cô ấy là sáng lên một tí đấy, để cho nó xinh xinh. đúng không ạ ok nhá thì anh chị đấy là cái cách chỉnh ánh sáng tiếp theo này chúng ta chỉnh độ nét ảnh nhá chỉnh sang độ nét ảnh đấy. độ nét ảnh có nghĩa là gì là chúng ta phải chỉnh cái độ tương phản này này đấy, làm sao nó cân đối nhá ở đây dưới này là màu sắc đỏ rực rỡ đấy, màu sắc đỏ rực rỡ này hay là tái mệt này đấy thì cái này nó là cân đối màu sắc rồi thì chúng ta độ bão hòa có nghĩa là nó sẽ cân đối cái cái màu sắc ở trong đây làm sao nó hài hòa thì chúng ta ít chỉnh cái này lắm bề mặt độ sắc nét bề mặt này độ rõ độ mờ viền đấy thì chúng ta sẽ chỉnh là mờ viền mờ viền thì là gì mờ viền có nghĩa là cái viền của à, cái 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 đối tượng ở trong cái cái ảnh này nhá độ rõ độ rõ nét này độ mờ này mờ mờ nét nét đấy nét quá thì nó sẽ gì ạ nó sẽ sẽ vỡ, cảm giác nó vỡ ảnh, độ sắc nét này, độ sắc nét này. Đấy, đây là sắc quá, đây là mờ ảo quá. Đây là gì ạ? Đây là nét lên. Đấy, độ nét lên. Đấy, được chưa? Đây cũng là chỉnh cái độ nét, nhưng bên cạnh đó thì ở đây nó cũng có cái độ tương phản để nó chỉnh nét lên này. Đấy, để nó chỉnh mờ chỉnh nét. Nó cũng không khác gì cái bên dưới đâu anh chị ạ. Đấy, nhá, nó không khác gì cái bên dưới nên chúng ta phải chú ý là nó không khác gì là cái độ nét sắc nét ở đây thì chúng ta chọn ở dưới là xong nhá. Đấy, ví dụ như cái ảnh của chúng ta nó mờ quá thì chúng ta cho nó nét lên được chưa? Rồi cách thêm ảnh nhé. Ví dụ anh chị bây giờ muốn thêm một cái ảnh ở bên ngoài của chúng ta vào chứ không phải là ảnh ở trong đây nữa, thì chúng ta ấn và tải lên nhá Sau đó anh chị chọn vào một cái ảnh ở đây, Đấy, chọn một cái ảnh ở đây. À, ví dụ như là Chun sẽ lấy một cái ảnh, ví dụ như là 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 một cái bạn nào đó chẳng hạn. Đây ví dụ như là à, cái ảnh nào nó mờ mờ nhỉ? Ảnh nào nó mờ mờ thì là nó sẽ dễ chỉnh hơn. Ví dụ đây, cái ảnh của ông chun quần này. Đấy, đơn giản là ảnh của ông chun quần nhá anh chị nhá. Thì đây là ví dụ ảnh nó đang hơi mờ đúng không? Thì bây giờ em ấn vào sửa ảnh này. Sau đó là chúng ta gì ạ? À, ấn vào điều chỉnh này. Sau đó chúng ta muốn ảnh chỉnh nó nét lên một tí đúng không? Thì chúng ta kéo cái độ độ nét ở đây này. Đấy anh chị thấy không? Là nó sẽ tối tối đi nó đỡ bị mờ. Đấy anh chị nhìn thấy không? Đẩy ra thì nó mờ đúng không? Đẩy vào là nó nét lên. Đấy, hoặc là chúng ta chỉnh cái độ nét ở bên dưới này. Nhá, độ sắc nét ở dưới này. Sắc nét là rõ một một cả lốt ruồi các kiểu luôn đấy nhưng mà chỉnh vừa thôi nếu anh chị chỉnh quá là không ổn thường thì chúng ta kéo cái độ tương phản này thì tốt hơn này thì nó sẽ chỉnh nó sẽ không bị vỡ ảnh còn nếu chúng ta kéo cái độ led này chỉ cần chúng ta kéo quá cái nào nó sẽ vỡ quá anh chị nhìn đến cái điểm ảnh ấy, cái điểm ảnh này này nó sẽ bị vỡ quá đúng không nó sẽ vỡ quá nhưng mà chúng ta sẽ trở cái này về không sau đó chúng ta chỉnh cái độ tương phản cho chun thôi đấy, thì nó sẽ vừa phải nó hơi sắc sắc một tí thôi ánh sáng anh chị tăng lên một tí nhá ánh sáng tăng lên một tí tăng cái mặt để cho sáng còn tăng tăng lên này nó sẽ chỉnh chỉ chỉnh chỉ chỉ lên đấy, đấy chỉnh lên là lên này anh chị này giảm cái độ tối của lên đi đấy, thì nó sẽ là chỉ tách người đấy, tăng lên thì là sáng đúng không ạ thậm chí nó sẽ sáng hết đấy, đấy được chưa đấy. cái này là rất là hay nha anh chị nhé để nó dàn làm cho mình nó sắc nét cả ảnh lên nhá ok chưa thì đấy là cái cách mình có thể thêm ảnh ở ngoài này ví dụ chữ ảnh này của chị vân là chúng ta ấn vào này chúng ta sửa tách lên rất là sắc nét đúng không ạ đấy, rất là sắc nét ví dụ ở đây chúng ta zoom lên này đây, cái ảnh của chị bản chất nó đã lép rồi nhưng chúng ta tăng sáng một tí ấn vào điều chỉnh tăng ánh sáng một tí Đấy, tăng ánh sáng toàn thân tăng vừa thì không vỡ hết vỡ hết ánh sáng vỡ có nghĩa là cái chỗ này nó chói quá bản chất là đây là những cái điểm sáng đây là những cái điểm ở bình thường vừa đẹp nhưng mà đây là má bao giờ nó sáng lên thì nếu mình kéo quá thì nó sẽ cháy sáng. cháy cháy ra gọi là cháy ra Đấy. nhưng mà mình để quá thì nó sẽ hơi vàng vàng đúng không Đấy, anh chị nhìn ra hơi vàng vàng nên chúng ta tăng sáng một tí nhá độ tương phản chúng ta cho nó lên một tí Đấy, ví dụ như này là, là làm cho cái tóc của chị nó đen hơn tức là độ tương phản nó sắc sảo hơn Đấy, anh chị thấy không cái ánh sáng nó giảm xuống một tí Đấy, thì là nó sẽ nó sẽ đẹp hơn nó sẽ sắc nét hơn rất nhiều đúng không ạ đưa vào đây quá đẹp luôn đúng không ạ một cái bức ảnh quá ok Đấy, chúng ta kéo lên mà canva nó tách lên ảnh rất là chất lượng và rất là sạch đúng ạ nếu như anh chị muốn chỉnh cái um, ví dụ nha khi mình tách có cái ảnh nó như thế này đúng không anh chị nhìn này đây là có cái diêm dúa này thì chúng ta ấn vào sửa ảnh này đúng không ấn vào sửa ảnh nhé chúng ta dùng cái à, cái 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 um, cái sửa ảnh này này đấy chúng ta sẽ vào cái phần uh, sửa uh, xén thông minh xén thông minh thì nó sẽ uh, chúng ta muốn xóa những cái này đi này đấy thì chúng ta phải trở ra cái phần uh, xóa ảnh này này anh chị để ý kỹ nhá đấy muốn xóa đi cái vần ven 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 đều đều này thì chúng ta sẽ ấn vào cái xóa lên này. Đấy. Chúng ta phải ấn vào cái xóa lên này nhá. Sau đó chúng ta ấn vào cái bút cái bút này thiết lập này. Đấy. Thì sau đó chúng ta zoom nhá, chúng ta anh chị chú ý này là chúng ta sẽ dùng cái cỡ cọ là nó to hay nhỏ nhá. Ở đây thì chúng ta kéo cái cỡ cọ nó nhỏ xuống. Đấy, được chưa? Rồi lúc này chúng ta lăn con chuột nha lăn cái con chuột ở trên cái con chuột chúng ta đang cầm chuột đấy. Chúng ta lăn này thì nó sẽ zoom to ra. Lúc này anh chị ấn gì ạ? Anh chị ấn vào đây là xóa nó đi. Được chưa Ấn xóa nó đi. Xóa cái này đi. Con cọ mà nó to quá cho nó nhỏ lại để nó đỡ bị ăn vào những cái phần khác nhá. Được chưa Lăn nó xuống. Đấy. Thì chúng ta sẽ xóa đi những cái phần nó thừa thừa ấy, anh chị nhìn này, nó xóa đi những cái phần thừa thừa nhá. Được chưa Đấy, lăn chuột xuống, lăn các lơi ví dụ đây là tóc nó hơi loe nhoe này đúng không ạ, chúng ta có thể xóa nó đi rất là bình thường đúng không ạ, xóa nó đi rất là ok nhưng mà khi anh chị đưa chuột lên là nó làm sao mà à, nó sẽ mượt mà nó một tí nhá, chúng ta uốn theo cái đường cong của tóc ấy, đấy, uốn theo cái đường cong của tóc này sẽ rất là ok nhá, ok chưa anh chị thấy không, nó hơi bị lem nhem đấy đúng không ạ, nếu mà không ấy, thì anh chị sẽ đưa nó chuột thẳng vào đây, cho con cọ nó nhỏ thật nhỏ xuống, thật nhỏ xuống Đấy thì chúng ta sẽ đưa vào đây nhá. Rồi sẽ xóa xóa làm sao đưa đúng viền này, đúng không? Đưa đúng viền này. Đấy, anh chị thấy không? Đấy. con cọ nó nhỏ xuống thì là chúng ta sẽ xóa nó chuẩn xác hơn. Chứ còn nếu không là chúng ta sẽ để nó to đùng nha. Đây cái này này, hơi diêm rúa đúng không? Đấy. Chúng ta xóa nếu cẩn thận nhá. Đây là cẩn thận là mình chỉnh từng tí một cái từng cái, cái, ảnh một đúng không? Đấy, ok chưa? Cái này này, đấy, để chúng ta làm sao cho nó bo viền anh chị thấy không? thì cái đường tóc là nó sẽ sắc sảo hơn nó sẽ sắc xảo hơn rất nhiều nhá nó sẽ đẹp hơn rất nhiều thậm chí là cái này chúng ta cũng có thể là ăn nó vào một tí da không sao cả ăn vào một tí da chúng ta ăn vào một tí nhá là không sao cả được chưa nhưng mà nhớ là cái đường của nó nó phải đẹp nhé làm sao mình xóa cái đường bo nó đẹp đấy thì anh chị thấy da nó rất là đẹp luôn đúng không ạ khi xong ấy là anh chị nhớ này khi xong là anh chị nhớ là ấn vào là đặt lại lên nhá đặt lại này đấy đặt lại lên là chúng ta sẽ trở về như trạng thái cũ. Đấy được chưa? Trở về như thạ, trạng thái cũ. Đấy rồi chúng ta nháy ra ngoài này. Đấy, được chưa? Là chúng ta sẽ thấy là zoom lại, là chúng ta sẽ thấy đặt lại lên có nghĩa là đặt lại đấy. Thì khi đó chúng ta ấn xóa lại này, được chưa? Ấn xóa lại và chúng ta làm tương tự lại nhá. Chúng ta xóa đi, xóa 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 mấy cái này đi, được chưa? Sau đó chúng ta ấn là sửa ảnh. Khi mà xóa xong ấy chúng ta ấn sửa ảnh thì nó sẽ không bị nữa. Đấy tức là nó xóa đi cái phần vừa nãy chúng ta xóa thêm là bắt đầu ấn sửa ảnh là nó sẽ xong. Được không ạ? Thì đấy là chúng ta sẽ nhìn thấy cái ảnh của chúng ta nó không bị gì ạ, lem nhem nhá, nó không bị lem nhem những cái mép này này. Được chưa Đấy là cái cách chúng ta gọi là xóa cái ảnh cho nó 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 kỹ hơn chứ còn không bình thường thì cứ để nguyên cũng không sao cả nhá. Cái phần thêm lớp và hiệu ứng, thêm lớp và hiệu ứng thì chúng ta sẽ thấy là cái thêm lớp ấy thì ở đây nó có cái phần là chuyển động ảnh chuyển động. Thì đây là cái phần hiệu ứng. Ví dụ như chúng ta là ấn hiện ra từ dưới lên này. Anh chị nhìn cái mũi tên này, nó cứ từ dưới lên thì gọi là hiện từ dưới lên. Ngược lại nếu nó mà lướt từ từ trái từ trái qua phải thì nó sẽ đây, rõ dần thì nó sẽ như thế này. Đấy. Tốc độ chúng ta chỉnh tốc độ hoặc là khi biến mất, khi xuất hiện. Khi xuất hiện thì như thế nào, khi biến mất thì sẽ ra một cái hiệu ứng khác. Đấy, ví dụ biến mất thì nó như thế này, đấy. Biến mất này. Thì chọn cái này. Đấy, khi xuất hiện thì nó sẽ như thế nào thì nó sẽ ra là từ dưới lên Đấy. rồi tốc độ thì chúng ta cho tốc độ nhanh hay tốc độ chậm đấy tốc độ chậm này đây là tốc độ chậm kéo vào là chậm đúng không ạ kéo lên là nhanh Đấy, được chưa thì đây hoặc chúng ta quay lối bật này đấy lối bật đấy rồi thế này đấy lướt qua đấy rất nhiều các hiệu ứng đi ra đi vào nha xong cái thì chúng ta sẽ ấn xoay chẳng hạn đấy hiệu ứng nhấp nháy thêm hiệu ứng chuyển động đấy nhấp nháy đấy, đấy được chưa co giãn các kiểu luôn hiện Đấy, ảnh hiện được chưa dạ. nó sẽ đây là cái phần hiệu ứng mà chúng ta lựa chọn để khi chúng ta thiết kế thì nó sẽ trình chiếu cho chúng ta nó sẽ đẹp nha còn ở đây là cái phần thông tin thông tin về ảnh thì không nói nữa được ạ thì đây là có thể tạo một cái hiệu ứng động nữa giả sử như bây giờ chun sẽ xóa hết các hiệu ứng động đi này thì nó trở về hiện trạng nhưng mà chun sẽ dùng cái hiệu ứng của con À, con ong này này Anh chị ấn vào đây tạo hiệu đứng, ứng con ong Có nghĩa là chúng ta ấn giữ Nó hướng dẫn chúng ta này Ấn giữ phím shift trong khi kéo để tạo đường thẳng Đấy Di chuyển thành phần nhanh hoặc chậm hơn Để điều chỉnh tốc độ hiệu ứng Đấy Ngưng kéo thành phần để hoàn thành Thì bây giờ chúng ta ấn giữ phím shift Nhá Ấn giữ phím shift Sau đó chúng ta sẽ gì ạ Đây Chúng ta sẽ ấn giữ phím shift Đấy Chúng ta sẽ chọn vào ảnh này Chọn chuyển động này Chọn hiệu ứng này thì chúng ta sẽ cầm giữ phím ship sau đó là chọn cái ảnh này này đấy, chúng ta đưa sang một cái đường thẳng hoặc là đường như thế nào đó đây hoặc như thế này đấy chúng ta đưa cái đường cái ảnh như thế nào thì nó sẽ tí nữa nó chạy như thế đấy được chưa đấy, nó sẽ chạy nó sẽ chạy cái ảnh y chang như vậy nhá đây ví dụ như chúng ta giữ phím ship này chọn vào con ong nhá ong giữ phím ship được chưa thì xong bắt đầu chúng ta đưa đưa thẳng này đưa thẳng sang đây thì nó chạy từ trái qua đây đấy được chưa Đấy, nếu anh chị chọn đấy là theo cái kiểu dạng như là như của mình nhá, nhấp nháy thì nó khác, còn co giãn nó khác, đây co giãn, đấy nó khác. Được chưa? Rất nhiều cái 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 rất là hay nhá anh chị nhá. Rất là tuyệt vời đấy. Nói chung là chúng ta sẽ học cách sử dụng thôi chứ còn trong quá trình làm thì chúng ta sẽ áp dụng theo từng cái nhá. Đây là cách thêm ảnh, cách thêm ảnh thì như chun vừa hướng dẫn ấy, một là thêm ảnh bằng cái phần thành phần này, chúng ta sẽ tìm ảnh theo chủ đề của chúng ta. Ví dụ như là giáo dục chúng ta đánh giáo dục cái thì nó sẽ ra một cái kho ảnh giáo dục. Nhớ là chọn ảnh này hay là ảnh đồ họa. hay là thậm chí là video cũng có luôn này. Đấy, ảnh đây là tìm mình đang làm ảnh nhưng mà thật ra đây là làm video mẫu nó cũng có hết nhá. Đây ví dụ như là một cái video mẫu, nó sẽ hiển thị ra cái video mẫu của anh chị ra đây. Đấy, làm mô tả cho cái 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 cái, cái bài thuyết trình của chúng ta chẳng hạn thế nhá. Đấy, còn lại là chúng ta có thể ấn vào tải lên để tải lên một cái ảnh bất kỳ nào đó của chúng ta mà chúng ta mong muốn hoặc chúng ta tìm được ở trên mạng nhá. Thì đấy là cách cách thêm ảnh được chưa ạ? Đây thêm logo này, ấn vào cái là xong, Kho giãn nhá. Thậm chí tách lên logo, đấy, tách lên. Rất là nhanh đúng không ạ? Thì đây là cái mà chúng ta cách thêm ảnh, tìm ảnh nhá, được chưa Nó rất là tuyệt vời. Anh chị nhá. Thì uh cái video này thì chun hướng dẫn như vậy để trong quá trình làm thì chúng ta sẽ thực chiến nhiều hơn để cho nó nó cụ thể hơn nhé để co giãn hình ảnh nhân bản đối tượng nhân bản ảnh nhân bản ra bao nhiêu cô mc mỹ vân cũng có luôn nhé à, nhân bản nhân bản nhân bản ok nha anh chị nhá à, chúng ta hãy rèn luyện và à, thử tạo theo cái cách của mình một cái sản phẩm để đăng lên nhóm của chúng ta để mọi người cùng chiêm ngưỡng nhé ok chưa xin chào và hẹn gặp lại